Xin mến chào quý vị và các bạn đến với bản tin giá heo hơi sáng nay, ngày 28 tháng 12 năm 2021. Được phát trên kênh Rick Hughes. Đại diện Cục Chăn nuôi dự báo giá heo hơi sẽ khôi phục mức 60.000 đồng cho đến 70.000 đồng 1 kg trong thời gian tới, nhưng khó chạm đỉnh 100.000 đồng 1 kg vì tổng đàn trong nước vẫn duy trì ở mức 28 triệu con, đảm bảo cung cấp thực phẩm cho người dân vào dịp Tết Nguyên đán. Về giá heo hơi tại miền Bắc ngày hôm nay, được thương lái thu mua trong khoảng từ 44.000 đồng 1 kg cho đến 52.000 đồng 1 kg. Cụ thể, Bắc Giang giao dịch ở mức 46.000 đồng cho đến 51.000 đồng 1 kg. Yên Bái neo ở mức 47.000 đồng cho đến 52.000 đồng 1 kg. Lào Cai bán với giá 44.000 đồng cho đến 49.000 đồng 1 kg. Hưng Yên được ghi nhận từ 45.000 đồng cho đến 50.000 đồng 1 kg. Nam Định thu mua với giá 47.000 đồng cho đến 52.000 đồng 1 kg. Thái Nguyên giao dịch ở mức 47.000 đồng cho đến 52.000 đồng 1 kg. Phú Thọ neo ở mức 44.000 đồng cho đến 49.000 đồng 1 kg. Thái Bình bán với giá 46.000 đồng cho đến 51.000 đồng 1 kg. Hà Nam được ghi nhận từ 47.000 đồng cho đến 52.000 đồng 1 kg. Vĩnh Phúc thu mua với giá 46.000 đồng cho đến 51.000 đồng 1 kg. Hà Nội giao dịch ở mức 47.000 đồng cho đến 52.000 đồng 1 kg. Ninh Bình neo ở mức 47.000 đồng cho đến 52.000 đồng 1 kg. Tuyên Quang bán với giá 44.000 đồng cho đến 49.000 đồng 1 kg. Đối với giá heo hơi tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên ngày hôm nay, được thương lái thu mua trong khoảng từ 45.000 đồng 1 kg cho đến 52.000 đồng 1 kg. Cụ thể, Thanh Hóa giao dịch ở mức 46.000 đồng cho đến 51.000 đồng 1 kg. Nghệ An neo ở mức 47.000 đồng cho đến 52.000 đồng 1 kg. Hà Tĩnh bán với giá 46.000 đồng cho đến 51.000 đồng 1 kg. Quảng Bình được ghi nhận từ 45.000 đồng cho đến 50.000 đồng 1 kg. Quảng Trị thu mua với giá 46.000 đồng cho đến 51.000 đồng 1 kg. Thừa Thiên Huế giao dịch ở mức 47.000 đồng cho đến 52.000 đồng 1 kg. Quảng Nam neo ở mức 47.000 đồng cho đến 52.000 đồng 1 kg. Quảng Ngãi bán với giá 47.000 đồng cho đến 52.000 đồng 1 kg. Bình Định được ghi nhận từ 46.000 đồng cho đến 51.000 đồng 1 kg. Khánh Hòa thu mua với giá 47.000 đồng cho đến 52.000 đồng 1 kg. Lâm Đồng giao dịch ở mức 47.000 đồng cho đến 52.000 đồng 1 kg. Đắk Lắk neo ở mức 47.000 đồng cho đến 52.000 đồng 1 kg. Ninh Thuận bán với giá 47.000 đồng cho đến 52.000 đồng 1 kg. Bình Thuận được ghi nhận từ 47.000 đồng cho đến 52.000 đồng 1 kg. Còn về giá heo hơi tại miền Nam ngày hôm nay, được thương lái giao dịch trong khoảng từ 45.000 đồng 1 kg cho đến 53.000 đồng 1 kg. Cụ thể, Bình Phước giao dịch ở mức 47.000 đồng cho đến 52.000 đồng 1 kg. Đồng Nai neo ở mức 46.000 đồng cho đến 51.000 đồng 1 kg. Thành phố Hồ Chí Minh bán với giá 47.000 đồng cho đến 52.000 đồng 1 kg. Bình Dương được ghi nhận từ 47.000 đồng cho đến 52.000 đồng 1 kg. Tây Ninh thu mua với giá 47.000 đồng cho đến 52.000 đồng 1 kg. Vũng Tàu giao dịch ở mức 47.000 đồng cho đến 52.000 đồng 1 kg. Long An neo ở mức 47.000 đồng cho đến 52.000 đồng 1 kg. Đồng Tháp bán với giá 46.000 đồng cho đến 51.000 đồng 1 kg. An Giang được ghi nhận từ 47.000 đồng cho đến 52.000 đồng 1 kg. Vĩnh Long thu mua với giá 47.000 đồng cho đến 52.000 đồng 1 kg. Cần Thơ giao dịch ở mức 48.000 đồng cho đến 53.000 đồng 1 kg. Kiên Giang neo ở mức 47.000 đồng cho đến 52.000 đồng 1 kg. Hậu Giang bán với giá 47.000 đồng cho đến 52.000 đồng 1 kg. Cà Mau được ghi nhận từ
47.000 đồng cho đến 52.000 DG 1 kg. Tiền Giang thu mua với giá 47.000 đồng cho đến 52.000 đồng 1 kg. Bạc Liêu giao dịch ở mức 46.000 đồng cho đến 51.000 đồng 1 kg. Trà Vinh neo ở mức 46.000 DG cho đến 51.000 đồng 1 kg. Bến Tre bán với giá 45.000 đồng cho đến 50.000 đồng 1 kg. Sóc Trăng được ghi nhận từ 47.000 đồng cho đến 52.000 đồng 1 kg. Về giá thịt heo thành phẩm tại các sạp bán của các chợ lớn vào sáng ngày 28 tháng 12, cụ thể như sau. Thịt ba dọi bán với giá 110.000 đồng 1 kg. Sườn non heo neo ở mức 140.000 đồng 1 kg. Sườn da heo được ghi nhận là 90.000 đồng 1 kg. Thịt nạc vai bán với giá 125.000 đồng 1 kg. Đuôi heo tiếp tục neo tại mức 105.000 đồng 1 kg. Mỡ heo được ghi nhận là 55.000 đồng 1 kg. Nạc đùi heo giữ mức giá 90.000 đồng 1 kg trong hôm nay. Đại diện Công ty Cổ phần Chăn nuôi Việt Nam cho rằng, người dân khi thấy thị trường tốt hơn và giá heo hơi tăng, sẽ xả hàng từ từ, không như lúc giá giảm sâu mà tranh nhau bán ra, khiến thương lái càng ép giá và đẩy giá heo nhanh chóng xuống đáy. Tuy nhiên, mọi dự báo cũng chỉ mang tính chất tương đối, bởi trong thực tế, nhu cầu tiêu thụ thịt của người dân cũng trong giới hạn nào đó, khó có thể tăng vọt trong bối cảnh này. Theo Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo, sản lượng thịt heo của Trung Quốc giảm trong năm 2022 vì ngành chăn nuôi heo điều chỉnh để đáp ứng lại sự thay đổi nhanh chóng của các điều kiện môi trường, trong khi giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao. Năm 2022, chính phủ Trung Quốc sẽ không khuyến khích các hộ nuôi vừa và nhỏ, còn các công ty có vốn hóa lớn sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi. Giá heo hơi đã giảm đáng kể từ đầu năm 2021 và vẫn ở mức thấp liên tục dù đã có sự phục hồi những tháng cuối năm 2021. Trong năm nay, việc giết mổ nhiều đã làm tăng sản lượng thịt heo và dự trữ thịt heo đông lạnh, nhưng nhu cầu tiêu dùng trong mùa thu và mùa đông tại Trung Quốc cao hơn sẽ làm cạn kiệt nguồn dự trữ thịt heo đông lạnh. Vì thế, nhập khẩu thịt heo của Trung Quốc được dự báo sẽ tăng vào năm 2022 khi nguồn cung thịt heo bắt đầu giảm. Việt Nam là một trong số những nước tiêu thụ rất nhiều thịt heo, nhưng nông dân trong nước lại đang phải ứng phó với dịch tả heo châu Phi. Điều này khiến sản lượng thịt heo của Việt Nam giảm đáng kể và tăng sự phụ thuộc của họ vào thịt heo nhập khẩu. Động thái hạ mức thuế tối Huệ Quốc đối với sản phẩm thịt heo đông lạnh nhập khẩu từ Mỹ từ 15% xuống còn 10% sẽ là nền tảng giúp cho việc xuất khẩu nhiều thịt heo hơn từ Mỹ đến Việt Nam. Trước tình hình dịch tả heo châu Phi đang bùng phát trở lại, để chủ động kiểm soát, ngăn chặn và xử lý dứt điểm các ổ dịch tả heo châu Phi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu khẩn trương triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp dập dịch, chỉ đạo các ban ngành chức năng phun thuốc, tiêu độc khử trùng, rắc vôi bột tại khu vực chuồng trại của các hộ gia đình chăn nuôi trên địa bàn có dịch bệnh. Đối với các địa phương chưa phát hiện dịch tả heo châu Phi, phải chủ động tăng cường công tác phòng dịch, giám sát chặt chẽ dịch bệnh trên gia súc để xử lý kịp thời nếu có dịch xảy ra. Trong thời gian có dịch, các địa phương phải tạm dừng các hoạt động mua bán, giết mổ, tiêu thụ heo và sản phẩm từ heo. Ngoài ra, yêu cầu các địa phương thực hiện tốt 5 không, đó là không giấu dịch, không bán chạy gia súc, không giết mổ gia súc đã bệnh hay bị chết, không vứt xác gia súc, gia cầm chết ra môi trường và không sử dụng thức ăn thừa chưa qua xử lý nhiệt để chăn nuôi heo. Đối với các phương tiện chở heo không đầy đủ giấy tờ theo quy định, kiên quyết xử phạt hành chính, nghiêm cấm vận chuyển heo vào địa bàn. Hệ thống truyền thanh từ cơ sở cần đẩy mạnh tuyên truyền về phương pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn heo để các hộ dân trong huyện nắm rõ, từ đó có biện pháp tích cực bảo vệ đàn vật nuôi của gia đình. Khuyến cáo người chăn nuôi cần nhập giống heo tại các cơ sở có uy tín, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đồng thời, tiến hành tổng vệ sinh môi trường xung quanh chuồng trại trước khi tái đàn nhằm hạn chế mầm bệnh phát sinh, nhất là bệnh dịch tả heo châu Phi. Hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học để bảo vệ đàn vật nuôi. Trong giai đoạn này, cần thúc đẩy nhanh tiến độ đầu tư các cơ sở giết mổ động vật tập trung để đến năm 2025, mỗi địa phương phải có ít nhất một cơ sở. Chính sách khuyến khích xây dựng cơ sở giết mổ động vật tập trung giai đoạn 2021 đến 2025 có hiệu lực từ đầu năm 2021. Nhiều tỉnh thành quyết tâm, từ nay đến năm 2023, nếu địa phương nào chưa kêu gọi được nhà đầu tư thì phải tự xuất kinh phí để xây dựng cơ sở giết mổ động vật tập trung.
kênh Giá Heo Hơi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin dự báo giá heo hơi ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin đáng chú ý, hãy bấm nút đăng ký và ấn phím chuông để nhận được thông báo cập nhật giá heo hơi mới nhất. Và đừng quên bấm nút thích bên dưới để ủng hộ kênh phát triển hơn. Chúc mọi người luôn mạnh khỏe và bình an. Mến chào và hẹn gặp lại!